Kết quả ngoại hạng Anh, Liverpool thắng tối thiểu, Manchester City thắng sát nút, Arsenal giành 3 điểm. Đêm qua, vòng 8 ngoại hạng Anh đã chứng kiến những trận cầu hấp dẫn với nhiều kết quả bất ngờ. Trong khi Liverpool và Manchester City đều giành chiến thắng, Arsenal cũng đã có được 3 điểm trọn vẹn sau cuộc hành quân đến sân của Southampton. Dù phải làm khách trên sân của Crystal Palace trong trận cầu tối qua, Liverpool vẫn là đội bóng được đánh giá cao hơn. Phút thứ 18, Diogo Jota mở tỷ số cho lưỡi đoàn đỏ và cũng là bàn thắng duy nhất của hiệp 1. Nửa sau trận đấu, không có thêm bàn thắng nào được ghi và Liverpool giành chiến thắng tối thiểu 1-0. Chiến thắng này giúp Liverpool giữ vững ngôi đầu bảng ngoại hạng Anh với 18 điểm sau 8 vòng đấu. Trong cuộc đối đầu hấp dẫn tại Etihad, Manchester City lại để đối thủ mở tỷ số trước ở phút 26. Tuy nhiên, Mateo Kovacic đã nhanh chóng gỡ hòa và kết quả 1-1 là tỷ số sau 45 phút đầu tiên. Sau giờ nghỉ, chính ngôi sao người Croatia tiếp tục lập công để giúp nhà đương kim vô địch vươn lên dẫn trước. Jeremy Doku gia tăng cách biệt cho đội chủ nhà ở phút 82. Ở chiều ngược lại, Rodrigo Muniz có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho Fulham ở những phút cuối trận. Cuối cùng, Manchester City giành chiến thắng sát nút 3-2 và đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 17 điểm. Trở lại giải ngoại hạng Anh sau chiến thắng trước Fulham, Arsenal đã nhập cuộc đầy hứng khởi trong trận đấu với Southampton. Thắng lợi 3-0 trước Southampton giúp Arsenal có được 3 điểm trọn vẹn và tạm thời leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Inter Milan thắng kịch tính, Dortmund bất ngờ hòa. Inter Milan đã có chiến thắng kịch tính 3-2 trước Torino ở vòng 7 Serie A. Dù bị đuổi một cầu thủ ở phút thứ 20, Inter Milan vẫn thi đấu đầy quyết tâm và giành chiến thắng nhờ cú hat-trick của Lautaro Martinez. Torino cũng chơi rất ấn tượng và ghi được 2 bàn thắng. Hiện tại, Inter Milan đang kém đội đầu bảng Napoli 2 điểm. Ở Bundesliga, Bayer Leverkusen đã bị cầm hòa 2-2 bởi tân binh Heidenheim. Dù có được 2 bàn thắng sớm của Victor Boniface và Jonas Hofmann, Bayer Leverkusen đã để đối thủ gỡ hòa ở phút 69. Kết quả này khiến Leverkusen có 11 điểm sau 6 vòng đấu. Dortmund đã bất ngờ bị Union Berlin cầm hòa 1-1 trên sân nhà. Bàn thắng duy nhất của Dortmund được ghi do công của Julian Brandt. Kết quả này khiến Dortmund có nguy cơ bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch Bundesliga. Tin nóng bóng đá, chấn thương, án phạt và tương lai của những ngôi sao. Chiến thắng của Liverpool tối qua đã kém vui đi khá nhiều bởi chấn thương của thủ thành Alisson Becker. Theo cập nhật mới nhất, ngôi sao Nam Mỹ gặp vấn đề gân queo và huấn luyện viên Jurgen Klopp tiết lộ cậu trò khó trở lại trước quãng nghỉ quốc tế vào tháng 11. Đây là thông tin rất buồn với fan lưỡi đoàn đỏ khi Alisson Becker phải đối diện với không ít chấn thương trong thời gian qua. Chiến thắng trước Fulham đêm qua giúp Manchester City giải tỏa rất nhiều sức ép sau 2 trận hòa liên tiếp tại Premier League. Ngoài ra, đây cũng là cuộc đấu thứ 5 liên tiếp mà The Citizen bất bại trên sân nhà trên mọi đấu trường. Thành tích trên được thầy trò Pep Guardiola duy trì từ tháng 11 năm 2022 đến giờ và làm bằng chứng không thể hoàn hảo hơn cho sức mạnh của nhà đương kim vô địch Premier League. Chưa hết vui mừng sau khi được giảm án cấm thi đấu thì Paul Pogba lại đối diện sự mông lung trong sự nghiệp. Theo đó, câu lạc bộ chủ quản Juventus đang tính chuyện chấm dứt hợp đồng với ngôi sao người Pháp dù cầu thủ 31 tuổi có thể thi đấu trở lại vào tháng 3 năm sau. Thậm chí, huấn luyện viên Massimiliano Allegri cũng tỏ ra thận trọng khi nhắc về nhà vô địch World Cup 2018 với phát biểu, câu lạc bộ sẽ quyết định làm gì với Pogba. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời nhưng đã không chơi bóng trong một thời gian dài. Còn tôi chỉ tập trung vào hiện tại. Sau khi tỏa sáng trong trận thắng đêm qua của Al Nassr, Cristiano Ronaldo sẽ bay về châu Âu để hội quân cùng đội tuyển Bồ Đào Nha. Được biết, huấn luyện viên Roberto Martinez đã triệu tập CR7 cho loạt trận giao hữu sắp tới của Seleção das Quinas. Ngoại hạng Anh, Liverpool, Manchester City, Arsenal đều thắng. Vòng 8 ngoại hạng Anh đã diễn ra sôi động với những trận cầu hấp dẫn. Liverpool tiếp tục thể hiện sức mạnh khi đánh bại Crystal Palace với tỷ số tối thiểu 1-0, giữ vững ngôi đầu bảng. Manchester City cũng giành chiến thắng đầy kịch tính 3-2 trước Fulham sau khi bị dẫn trước. Arsenal đã có được 3 điểm trọn vẹn sau khi đánh bại Southampton với tỷ số 3-0, tạm thời leo lên vị trí thứ 3. Inter Milan thắng kịch tính, Dortmund hòa bất ngờ. Inter Milan đã giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Torino ở vòng 7 Serie A, dù bị đuổi một cầu thủ. Trong khi đó, Bayer Leverkusen bất ngờ bị tân binh Heidenheim cầm hòa 2-2 ở Bundesliga.